做对的选择。过去的就让它过去吧，别管那是一个玩笑还是谎话，路在脚下其实并不复杂，只要记得你是你呀、啊哦哦哦哦哦Thực sự là 3 năm gắn bó với lớp từ những ngày đầu các em mới vào lớp học. Các em còn rất là cưng ấy. Quá trình gắn bó với các em, tôi cũng hiểu một điều rằng các em là những người rất ngoan, yêu thương, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Và trong quá trình cả 3 năm học gắn bó như vậy thì lớp đã trở thành một cái tập thể như một cái mái nhà gia đình, biết đoàn kết, biết đùm bọc chia sẻ, và các em đã biết những cái suy nghĩ để biết trong cái cuộc sống của mình để làm những cái công việc thật tốt. Trong suốt 3 năm cấp 3, chúng mình là một lớp chưa hoàn thành tốt trong nhiệm vụ cao, chưa đạt được thứ hạng cao trong nhà trường, đang làm cho thầy cô buồn lòng. Nhưng mình cảm thấy chúng ta đã cố gắng hết sức, là một tập thể luôn đoàn kết, có tinh thần vượt lên trong mọi khó khăn. Từng gia đình mỗi chúng ta đều khó khăn riêng, nhưng chúng ta đã cố gắng để đến trường cùng nhau, ngồi đến ghế nhà trường suốt 3 năm cấp 3. Và sau khoảng thời gian 3 năm không quá dài và cũng không quá ngắn, chúng ta có thể chưa hiểu hết được tính cách của mỗi người, chưa trò chuyện và hiểu biết hết về nhau, nhưng chúng ta đã cố gắng tìm hiểu nhau và giúp đỡ nhau và thông cảm cho nhau đến những giây phút chúng ta cãi vã, và có thể làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn lại những thời gian qua. Mặc dù có thể có những giai đoạn là các em chưa được tốt về một số mặt nào đó, nhưng nói thật là lớp qua chủ nhiệm của một lớp như vậy, và tôi rất hạnh phúc ở cái lớp 12 này, các em đã là giúp chúng tôi, đã giúp tôi và thầy cô hiểu rằng tôi cần phải cố gắng hơn, và các em đã trưởng thành, đã trở thành những con người mà theo nhận xét của thầy cô chúng tôi đấy, là các em đã là những cái người trưởng thành và có ích cho xã hội. Cùng qua đây là chủ nhiệm cùng mong muốn lớp 12 rằng các em sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa và sẽ đạt một cái kết quả thi tốt nghiệp thật điểm thật cao, để các em có những cái lựa chọn phù hợp, mong muốn và những cái đúng cái nguyện vọng của mình. Thầy chúc cho lớp 12, chúc cho các em học sinh là thứ nhất là khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt được nhiều cái nguyện vọng theo ước mơ của mình. Chúc các em luôn luôn tự tin trên con đường hướng tới tiếp theo. Xin cảm ơn lớp 12 đã dành tình cảm cho thầy cô giáo cũng như thầy chủ nhiệm rất nhiều.
và thanh xuân như gian khép lại. Có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần khép tình, có biết bao buồn vui. Sao ta lại tìm đến nhau, có phải là vô thứ không? Sao ta chẳng từng chờ che cho nhau một lần thôi. Dù như là đã quá trễ rồi, anh đã không còn cơ hội. Chỉ đêm đen và vô về, say cùng em như thế. Anh ngược trở về lúc xưa, khi ta cùng đi dưới mưa. Anh sẽ hét lên thật to cho cả thế giới cùng nghe. Anh yêu em. Trở về mong, yêu là thương là đau. Tại sao tôi phải cứ đâm đầu, Có chẳng là đã yêu thì nắng mưa sáng chưa cười tối đêm buồn hiu. Ra có thể mình lên những ngày đầu. Anh hứa chẳng để cho em đâu từng ngày nào. That's right. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, làm tim anh bối rối không biết nên thế nào. Em nói ta sẽ luôn cần nhau và đến mãi sau. Không yêu cũng chẳng thấy cô đơn. Và mình mong rằng sau 3 năm cấp 3 này chúng ta có thể lưu giữ lại những kỷ niệm tốt cho nhau, những kỷ niệm đẹp và bỏ qua những xích mích lỗi lầm của nhau để có thể trở thành những người bạn tốt, những người tri kỷ về sau này, để có thể nhớ lại khoảng thời gian 3 năm vừa qua chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi chúng ta đã là bạn của nhau. Sẽ đạt được kết quả cao tốt nghiệp trong kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn có thể đầu được nguyện vọng một, chọn đúng con đường của mình và thành công trên con đường mà mình đã chọn. Xin cảm ơn các bạn. Mẹ thay mặt phụ huynh lớp bé chúc các con là kỳ thi sắp tới là đạt kết quả cao. Tất cả các em là các con là đạt đầu tốt nghiệp, rồi là các kết quả đại học trường nào các con mơ ước thì sẽ đầu vào trường đó. Đứng ở đây đấy.